Hello, xin chào anh em. Chúc mừng anh em có một năm mới vui vẻ nhá. Chúc anh em có một năm 2019 cực kỳ gọi là sôi nổi và mừng mùa Tết rồi nhưng vẫn không cản nổi thêm view lên video. Vì vậy thì anh em đừng tiếc một like cho video nhá. Ok, quay trở lại với chủ đề trong video ngày hôm nay. Đó chính là 2018, như anh em đều thấy thì đã chứng kiến một sự bùng nổ của laptop nói chung và thị trường laptop gaming nói riêng. Nhờ đó mà ThinkView vừa tổ chức cuộc thi bình chọn laptop 2018 và được rất là nhiều anh em hưởng ứng và tranh luận rất là sôi nổi trên website mạng xã hội công nghệ ThinkView cũng như là group sinh viên Friends. Nhưng mà năm 2018 ấy thì nó mới chỉ là bước đệm thôi, và năm 2019 này thậm chí nó còn sôi nổi hơn nữa. Và thông qua sự kiện máy tính lớn nhất năm CS vừa được tổ chức tại Las Vegas vừa rồi thì chúng ta hoàn toàn có thể dự đoán trước một số những cái thông tin hấp dẫn sẽ xảy ra đối với thị trường laptop trong năm 2019. Và trong video ngày hôm nay mình sẽ chia sẻ với cả anh em những thông tin thú vị đó là gì nhá. Tin đầu tiên chắc chắn là sẽ khiến cho rất là nhiều anh em cảm thấy phấn chấn, đó chính là chỉ trong ít ngày nữa thôi là chúng ta sẽ có thể mua được những chiếc laptop gaming giá rẻ. Và thậm chí nó còn rẻ hơn cả laptop gaming rẻ nhất của năm ngoái cơ. Trong năm ngoái thì laptop gaming đã được đầu tư rất là nhiều về mặt chất lượng cũng như số lượng rồi. Còn năm nay đó chính là về giá, giá sẽ rẻ hơn nữa. Có điều đó là do AMD vừa ra mắt thêm dòng CPU Ryzen Mobile thế hệ thứ 2. Dòng vi xử lý này trải đều mọi phân khúc, từ chip tiết kiệm điện cho đến chip hiệu năng cao. Và ngay lập tức thì Asus lại là hãng đi tiên phong với việc ký kết hợp đồng với AMD để có thể mang tới cho chúng ta những chiếc laptop gaming hiệu năng cao, giá rất là phải chăng. Những sản phẩm đầu tiên đó chính là Epic 505Di và Epic 705Di thuộc dòng TOF Gaming của hãng. Chúng ta có viền mỏng này, thiết kế thì tương tự như dòng TOF Gaming. Những chiếc máy này sẽ được đi kèm cả loại RX 560X của AMD. Nó có hiệu năng dự kiến nhỉnh hơn một chút so với GTX 1050. Còn hiệu năng thực tế của nó đến đâu, khả năng tối ưu phần cứng của nó tốt đến đâu thì anh em hãy chờ những bài đánh giá chi tiết trên channel ThinkView nhé. Mình sẽ gửi đến anh em sớm thôi, đã có trong plan hết cả rồi. Nhớ subscribe channel để không bỏ lỡ những video đấy nhá. Và nếu những cái dòng máy này nó tối ưu phần cứng tốt thì sẽ có những cái đợt 2, đợt 3 rất là nhiều hãng khác sẽ nhảy vào và chúng ta lại có nhiều hơn, đa dạng hơn những sản phẩm có mức giá mình dự đoán sẽ vào khoảng tầm 20 triệu thôi, không chắc nhưng mà dự đoán là tầm đấy thôi. Điều hấp dẫn tiếp theo đó chính là anh em sẽ có cơ hội được trải nghiệm nhiều hơn những sản phẩm được trang bị màn hình OLED. Đây là một tin cực kỳ thú vị bởi vì chất lượng hiển thị của màn hình OLED là nó vượt xa so với hầu hết những màn hình IPS ngày nay. Độ sâu màu và tốc độ phản hồi của những màn hình OLED ấy nó gần như là hoàn hảo, và ngay cả những màn hình IPS cao cấp trên thị trường hiện nay thì cũng không có cửa đọ lại luôn. Công nghệ này thì đã phát triển rộng rãi trên smartphone như là iPhone X chẳng hạn, nhưng mà vì những cái lý do như là giá cao và ít nhà cung ứng đã ngăn cản sự phát triển của màn hình OLED đến với cả laptop. Thế nên không phải sự trùng hợp nhá, khi mà rất là nhiều những sản phẩm được trang bị màn hình OLED đều được ra mắt tại sự kiện CES 2019 vừa qua, từ Dell XPS 15, Dell G7, Alienware 15, HP Spectre X360 15, Razer Plus 15 và Lenovo Yoga 15. Và tất nhiên rằng nhiều nhà sản phẩm cùng sử dụng một tấm nền, cùng đến từ một nhà cung ứng thì giá thành của những sản phẩm đó sẽ được giảm giá xuống thôi. Và đây là một công nghệ rất là đáng chờ đợi của năm 2019, rất đáng trải nghiệm. Đến với công nghệ tiếp theo, đó chính là cạc RTX cho laptop. Mình thấy rằng các công nghệ trong năm 2019 ấy, nó dường như là bổ trợ cho nhau, anh em có thấy không? Khi chúng ta có màn hình OLED, chất lượng hiển thị tốt hơn, đẹp hơn, phê hơn thì đúng là thời điểm cạc RTX ra đời. Và khi chúng ta chơi game có được những cái tính năng ray tracing phản chiếu ánh sáng như đời thực và lại được bổ trợ bởi chất lượng hiển thị rất là tuyệt vời của màn hình OLED nữa thì sao ạ? Thì chưa từng có trước đây nữa, chưa làm sao nữa. Và chắc chắn sẽ có rất là nhiều những video về sự kết hợp giữa OLED và RTX trên channel ThinkView. Anh em nhớ subscribe channel để không bỏ lỡ nhé. Nhắc đến sự bổ trợ công nghệ, chúng ta có cạc đồ họa RTX mạnh mẽ hơn, có thể đẩy mức FPS trong game cao hơn, thì ngay lập tức chúng ta có màn hình tần số quét 240Hz có thể đem lại một trải nghiệm chơi game mượt mà hơn. Dell Alienware M15 cũng trang bị màn hình 240Hz, HP Omen 15 cũng trang bị màn hình 240Hz. Và dự kiến là chỉ trong vài tháng nữa thôi, những sản phẩm của Asus hay là MSI cũng được trang bị màn hình có tần số quét 240Hz. Nhiều người bảo rằng, úi trời ơi, màn hình 140Hz đã mượt lắm rồi, cần gì lên 240Hz đâu, có nhìn thấy đâu, có cảm nhận được thấy gì đâu đúng không? Thì, như anh em đều biết đấy, công nghệ luôn cải tiến, và người dùng chúng ta thì cũng luôn thích nghi và cải tiến theo. Như ngày hồi xưa ấy, tất cả chúng ta, mình và anh em, các bạn
ai đều chả cảm thấy thoải mái khi chơi game trên màn hình 60Hz đúng không? Chỉ cho đến khi 144Hz ra đời và chúng ta quen với những màn hình 144Hz đó và chúng ta sẽ không còn muốn về những màn hình truyền thống trước kia. Từ trước đến nay thì mình không thích laptop 17 inch lắm bởi vì chúng thường rất là cục mịch và nặng. Nhưng mà giờ đây, nhờ công nghệ màn hình viền siêu mỏng khiến trọng lượng cũng như là kích thước tổng thể của laptop trở nên nhỏ gọn hơn. Vì vậy, laptop 17 inch trong năm tới sẽ không khác gì laptop 15 inch trước kia. Ở sự kiện CES vừa rồi thì cũng có rất là nhiều sản phẩm góp mặt như là Alienware M17 này, G7 này, Asus Mothership, MSI GS75, Acer Triton 900 hay là Lenovo i740 chẳng hạn. Rồi LG Gram nữa. Nói chung là còn rất là nhiều những sản phẩm khác nữa, không chỉ laptop gaming đâu nhá, mà ngay cả những cái laptop văn phòng, laptop doanh nghiệp thì cũng được trang bị những màn hình có kích thước 17 inch. Vâng, năm 2019 sẽ là một năm mà sức mạnh phần cứng của laptop sẽ tiến gần hơn đối với desktop. Những ai không muốn phải tự build PC hay là họ muốn một giải pháp toàn diện, thuận tiện hơn và có tính di động cao hơn, cỗ máy PC cồng kềnh, thì các hãng sản xuất cũng đem đến những sản phẩm có thể đáp ứng được những nhu cầu đó. Và cái tên tiêu biểu nhất đó chính là chiếc Alienware Aria 51M, một con quái vật thực sự khi nhất hẳn vì xử lý Core i9-9900K trên desktop và Cadoa RTX 2080 dưới dạng module mới SM có thể thay thế. Chưa rõ khả năng tối ưu phần cứng cũng như là tản nhiệt của chiếc máy ở đến đâu, nhưng rõ ràng sản phẩm này đã thể hiện ý đồ của hãng là muốn thay thế hẳn desktop. Phía bên kia chiến tuyến, chúng ta cũng có Asus Mothership GZ700 cũng được trang bị Core i9-8950HK và RTX 2080 rất là mạnh mẽ. Nó có thể tách bàn phím ra để có thể sử dụng như một chiếc desktop thông thường. Và bên cạnh đó thì rất là nhiều những sản phẩm cao cấp của các hãng thì cũng được nâng cấp lên cả đồ họa RTX và sức mạnh của chúng sẽ ngày càng tiệm cận hơn với cả desktop. Những công việc ví dụ như là edit video, chỉnh sửa hình ảnh, chỉnh sửa video ấy ngày càng trở nên dễ dàng hơn khi sử dụng laptop. Rồi, như vậy là mình đã vừa tổng hợp cho anh em những cái thông tin rất là đáng mừng cũng như là rất đáng chờ đợi về thị trường laptop trong năm 2019. Có những cái thông tin mình cảm thấy rất là phấn chấn, đó chính là chúng ta sẽ được mua những chiếc laptop giá còn rẻ hơn cả những chiếc laptop giá rẻ nhất của năm ngoái nhờ sự quay trở lại của AMD. Hay là có những thông tin sẽ khiến cho anh em nhói vài quả thận, nhưng mà thực sự rằng chúng rất đáng để trải nghiệm. Và trong tất cả những công nghệ, những thông tin mình vừa kể trên, anh em cảm thấy ấn tượng nhất với tin gì? Hãy cùng comment phía bên dưới nhé. Còn bây giờ thì chúc anh em có một kỳ nghỉ lễ ăn chơi gọi là lành mạnh và cực kỳ vui vẻ. Năm 2019 phát đạt. Người ta chúc cái gì nhỉ? Gọi là tiền vào như nước, bla bla bla, và chúc anh em năm 2019 tưng bừng rực rỡ và làm việc luôn hết mình. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.